Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có về ngập nhà rất là nhiều những cái mặt hàng kg đẹp. Và đủ những cái mặt hàng lan thuần với những cái giò lan tác phẩm, những cái loại lan đẹp nhất để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và đặc biệt là hôm nay thì bên em sẽ xảo cái lô hồ điệp rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây đai châu rừng, dòng đai châu rừng bắc trụ. Và cô chú anh chị nhìn cho em hàng cây lá mít cực kỳ là đẹp luôn, cây lá mít rụt rất là đẹp. Và thời điểm bây giờ ạ, những cái cây đai châu mít này thì hoặc là một số cây đã bắt đầu là nhú nụ ở cái kẽ lá ra rồi. Đấy, một số cây là nụ sớm ấy thì em thấy là nó đã nhú nụ ra ở cái kẽ lá rồi. Đây cô chú anh chị này, đã nhú nụ cô chú anh chị nhá, bắt đầu là nhú những cái nụ ra để chuẩn bị chờ hoa Tết rồi cô chú anh chị ạ. Là cái tầm thời điểm bây giờ cô chú anh chị về ghép là sẽ có được những cái giò lan rất là tuyệt vời để mà thưởng thức hoa Tết luôn. Cái hàng dòng hàng đai châu mít bản lá dày cộp rất là đẹp như thế này. Em bán với giá chỉ có 300.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Trước đây cái dòng lan này thì 1-2 năm trước dòng lan này phải rơi tầm 600.000 1 kg. Thì thời điểm bây giờ em bán với giá là 300.000 cho 1 kg. Toàn là những cái cây lá ngắn và mít rất là đẹp luôn. Đó, hàng thì đang nụ rất là tuyệt vời. 1 kg nó sẽ rơi khoảng tầm 1 kg thì sẽ rơi khoảng tầm 5 cho đến 7 cây, em nghĩ là như vậy, 5 cho đến 7 cây, cây rất là đều luôn. Sang bên này đây sẽ là dòng kiều vuông cánh trắng. Cái dòng này thì cô chú anh chị có thể lấy về và kích hoa để nó có thể nở đúng vào thời điểm Tết, những cái thân ngắn mập nú luôn. Hoa khi sổ là những cái chùm hoa như những chiếc đèn lồng rất là tuyệt vời. 10.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Sau bên này đây sẽ là hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ ạ. Hàng xanh mướt luôn cô chú anh chị này. Và với những cái bông hoa khi sổ là màu vàng rộm và rất là độc đáo luôn, môi tua rất độc đáo. 130.000 cho 1 kg hoàng thảo môi tua. Đặc biệt một cái lô cô chú anh chị cùng ngắm cho em, đây là một cái lô giáng hương tam bảo sắc. Lâu lắm rồi thì em mới có được cái lô tam bảo sắc mà bản lá to và ngắn dày bản như thế này cô chú anh chị nhá. Hàng lá xếp cực kỳ là đẹp luôn ạ. Nói chung là cây không quá là lớn đâu. Cây không quá lớn đâu, nói chung là tầm trung trung nhỡ nhỡ thôi. Nhưng mà cái cây này thì phải nói là nó rất là đẹp. Cô chú anh chị nhìn cái lô hàng thì thấy rồi đấy ạ. Đó, cây rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 160.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là dòng lan nhất điểm hồng. Đây là dòng nhất điểm hoàng như cô chú anh chị nhé. Dòng nhất điểm hoàng ạ. Hoa màu hơi phớt vàng và cái họng cam rất là xinh đẹp luôn. Thì ra em bán là 80.000 cho 1 kg dòng nhất điểm hoàng này. Đó, với nửa kg cô chú anh chị cũng có thể sưu tầm cho mình cái giò lan rất là tuyệt vời rồi. Còn sang bên này đây sẽ là cái dòng lan dáng hương đuôi sóc nhé. Những cây đuôi sóc thân lá căng mướt rất là đẹp. Cô chú anh chị về ghép bây giờ sang xuân mình có giò lan thuần cực kỳ là tuyệt vời luôn ạ. Giá em xin phép được bán với giá chỉ có 120.000 cho 1 kg thôi. Sang bên này đây sẽ là dòng kim điệp giấy hay còn gọi là kim điệp thơm ạ. Kim điệp giấy hay còn gọi là kim điệp xuân nhé của chú anh chị nhé. Cái dòng lan vào những nơi ấm áp có thể nở hoa Tết ạ. Và một cái giả hành như thế này thì có thể cho 1-2 chùm hoa. Nên là riêng một rề như thế này thôi khi mà nó sổ hoa cũng rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Và 1 kg của dòng kim điệp xuân này thì em bán với giá 140 cho 1 kg. Nửa kg cô chú anh chị sở hữu ngay một giò lan cực kỳ là đẹp. Sang bên này đây cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Cái lô đùi gà tròn siêu mập và rất là đẹp. Hàng cắt tỉa rất là kỹ luôn. Cái dòng lan hoa rực rỡ, bền hoa. Bền hoa và nở khá là sát với cái thời điểm Tết luôn cô chú anh chị ạ. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg, hàng em cắt tỉa rất là kỹ luôn cô chú anh chị. Sang bên này đây sẽ là sơn thủy tiên, một cái dòng hàng mà có sức sống rất là mãnh liệt, gần như chịu nắng chịu khô rất là tốt, với những cái giả hành căng mướt rất là đẹp như thế này.
bán với giá là 170.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan ngọc thạch 3 màu Bắc. Cái dòng ngọc thạch 3 màu Bắc này hoa rất là sai. Bây giờ thì cây đã xuống hết lá và cứng cáp như thế này, nên là đảm bảo cô chú anh chị có một cái mùa hoa gọi là đẹp tuyệt vời nhất. Em bán với giá chỉ có 120.000 cho 1kg thôi. Thực sự là cái giá của cái dòng ngọc thạch 3 màu chưa bao giờ rẻ đến thế cô chú anh chị ạ. Đây là một cái dòng lan hoa rất là đẹp và cực kỳ là sai bông với 3 màu sắc rực rỡ nhé. Sang bên này đấy sẽ là dòng dáng hương Hải Âu ạ. Những cây Hải Âu rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đó, những cây Hải Âu rất là xinh đẹp, hàng lá xếp vừa tầm, rất là đẹp như vậy. Giá em bán chỉ có 120.000 cho 1kg thôi. Sang bên này đây sẽ là dòng hoàng thảo hoàng lạp ạ. Với những cái giả hành căng mướt nhìn như là cái sơn thủy tiên luôn cô chú anh chị ạ. Cái dòng lan này thì hoa cũng như sơn thủy tiên, nhưng mà nó sẽ không được dày bông như sơn thủy tiên cô chú anh chị nhé. Nhưng mà cũng rất là tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Dễ thuần, dễ chăm với những cái giả hành căng mướt, mập mạp như vậy. Bán với giá 130.000 cho 1kg. Dáng hương đuôi chồn này cô chú anh chị này. Cây vừa tầm ghép từ tầm trung đến cây lớn cô chú anh chị ạ. Lá rất là đẹp như thế này, dáng hương đuôi chồn. Hoa rất là sai bông luôn. Bây giờ cô chú anh chị về ghép là sang xuân mình có giò lan rất là đẹp để mà thưởng thức luôn đuôi chồn ạ. Lá xếp cực kỳ là đẹp luôn như vậy. Với giá em bán là 170 cho 1kg thôi. Sang bên này đây sẽ là dòng lan nhất điểm hồng nhá cô chú anh chị nhá. Nhất điểm hồng và nhất điểm hoàng, cái kiểu hoa của nó khá là giống nhau. Tuy nhiên thì cái dòng nhất điểm hồng này này, hoa nó cánh là trắng không tì vết, trắng nõn nà luôn. Và bông hoa nó to hơn cái dòng nhất điểm hoàng một chút xíu. Họng điểm một xíu hồng rất là đẹp luôn. Dòng nhất điểm hồng, cây bây giờ đứng hết ngọn rồi, cũng chuẩn bị tích dưỡng chất để cho hoa xuân này. Em bán với giá là 120.000 cho 1kg. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo u lồi, hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Cái hàng này thân ngắn thôi cô chú anh chị ạ, nên là khi mà cô chú anh chị lấy ấy, thì sẽ được rất là nhiều cây cây giống cũng như là rất là nhiều thân hoa cô chú anh chị nhé. Nó sẽ khoảng tầm 40 cm đầu lại thôi ạ. Thân căng mập rất là xinh đẹp luôn. Giá em bán là 200.000 cho 1kg cô chú anh chị. Nhìn hàng rất là đẹp. Cái dòng trong ít những cái dòng lan hoa nở Tết mà bông hoa coi là một trong những bông hoa đẹp và đặc sắc nhất này. Hoàng thảo đơn cam. Hoàng thảo đơn cam ạ. Em bán cả một cái lô như thế này ạ, với sắc hoa cam lửa rất là rực rỡ nhá. Một lô hoàng thảo đơn cam như thế này về cô chú anh chị thoải mái ghép luôn. Ngày thân ngắn ngắn như thế này thôi, nhưng khi mà sổ hoa đảm bảo đều có thể sổ hoa cô chú anh chị nhá. Khoảng tầm một đốt ngón tay là đã có thể cho hoa rồi. Cái đặc điểm cây này như vậy. Một cái lô hoàng thảo đơn cam như thế này em xin phép bán 70.000. Cô chú anh chị được một cái giò lan sưu tầm cực đẹp luôn. Sang bên này đây thì em có ba lô hoàng nhạn tháng 4 cô chú anh chị nhá. Ba lô hoàng nhạn cây tuyển rất là đẹp luôn này, cây rất là đẹp luôn. Em gọi đây là lô số 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 cây. Đấy, 8 cây nhạn khá là lớn rồi cô chú anh chị này. 8 cây nhạn lớn ở đây. Em xin phép bán cái lô này với giá là 90.000 cho lô nhạn số 1 nhá. Lô nhạn số 2 ạ. Lô nhạn số 2 cũng cây rất là đẹp luôn này. 1 này, 2 3 4 2 4 5 cây này, 6 7 8, 9, 10 cây. Đấy, lô này là 10 cây. Cây từ tầm trung đến cây lớn lớn nhỡ như thế này. Với giá em cũng bán là 90.000. Và lô nhạn số 3, lô hoàng nhạn số 3, 2, 4, 6 cây. Đấy, 6 cây khá là lớn. Lô này em bán với giá là 80.000 cô chú anh chị nhá. Đấy, 3 lô hoàng nhạn. Và bên này đây thì em có cái dòng hỏa hoàng cam ạ. Dòng hỏa hoàng cam cực kỳ là xinh đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Với sắc hoa cam lửa rất là rực rỡ như thế này cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Đây là những chậu hỏa hoàng cam mà em vừa mới ghép thôi cô chú anh chị ạ. Và là những cái bông mà gọi là nó nở không biết tự dưng mà nó sao thì nó lại nở trái mùa. Cây bây giờ đang bắt đầu ra rễ này. Đấy, em cũng vừa mới ghép thôi cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị nào mà yêu thích cái sắc hoa cam lửa và thơm dịu dàng ở đây ạ, thì cô chú anh chị có thể sưu tầm này. Rất là rẻ thôi cô chú anh chị nhé. Dòng hỏa hoàng cam này ạ, em bán với giá là 250.000 cho 1kg. Em sẽ bán từ 0,2kg. Đấy, một cây như thế này có thể cho cô chú anh chị hai cái chùm bông rất là đẹp luôn. Em sẽ bán từ 0,2, tức là 50.000 thôi. 50.000 thôi, cô chú anh chị có thể ghép cho em khoảng tầm 2 cho đến 2 chậu như thế này, cho đến 3 chậu cô chú anh chị nhé. Đó, có 50.000. Xin nhắc lại là 250 cho 1kg, em bán từ 0,2. Và bên này đây thì em có cái dòng lan tiểu hồ điệp rừng. Nói là tiểu hồ điệp rừng thôi, nhưng mà cái dòng lan này thì cần hoa của nó rất là dài. Cái cần hoa của nó có thể dài khoảng tầm 43-40 phân. Và một cái cây như vậy có thể cho 1-2 cái chùm bông nhé. Hoa thì đủ sắc màu luôn, rất là rực rỡ. Tiểu hồ điệp rừng này. Đó,
Em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg. Cô chú anh chị có thể về được những giò lan, những cái tác phẩm rất là đẹp rồi. Dáng hương quế tím ạ. Dáng hương quế tím đây cô chú anh chị này. Lô hàng về rất là xinh đẹp như thế này ạ. Một cái dòng lan hoa như tam bảo sắc, mùi hương như tam bảo sắc nhưng đậm đà hơn, và cánh hoa tím hồng rất là đẹp. Cây như vậy thôi nhưng mà khi mà sổ hoa thì cần hoa rất là dài nhá cô chú anh chị nhá, rất là đẹp luôn. Giá em bán là 140.000 cho 1 kg, em cũng sẽ bán từ 0,3 kg. Một cái dòng hài rất là đẹp, là dòng lan hài cóc si. Cô chú anh chị về có thể lên Google, cô chú anh chị search cái mặt bông giúp em. Cây thì bé nhỏ thôi nhưng mà hoa rất là tuyệt vời, cái dòng lan hài cóc si này này. Dòng lan hài cóc si nhá. Giá em xin phép được bán với giá là 120.000 cho 1 kg thôi, và em sẽ bán từ 0,2 kg cô chú anh chị ạ. Từ 0,3 kg chứ, từ 0,3 thì cô chú anh chị có thể có được cho mình khoảng tầm 3 giò lan. Đấy, ghép cho mình 3 giò lan rồi. Trên một cái bông hoa mang hình dáng những chiếc hài với 3 màu sắc rất là xinh đẹp luôn á. Cái dòng lan hài cóc si này này. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo vảy rồng ạ. Vảy rồng với những cái rề lan vừa tầm ghép xinh đẹp, chờ đợi cho một mùa vàng rực rỡ ở mùa xuân ạ. Và hoàng thảo vẩy rồng như thế này em bán có 210.000 cho 1 kg thôi. Cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm để ghép cho mình những cái giò lan hoàng thảo vẩy rồng để sưu tầm thưởng thức ngắm bông ạ. Đây ạ, em còn có một cái rề hỏa hoàng cam nhá. Rề hỏa hoàng cam rất là đẹp luôn. Đây là nguyên một rề này. Và rề hỏa hoàng cam này cô chú anh chị nào mà muốn sở hữu này, khá là lớn, nguyên một rề luôn. Và riêng một rề như vậy thì khi mà sổ hoa thì nó sẽ khá là đều hoa. Và rề hỏa hoàng cam này em bán là 120 nhá. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây hồ điệp hoa đang hoa cực kỳ là xinh đẹp. Và những cái cây hồ điệp này đảm bảo cô chú anh chị rằng là về có thể thoải mái chơi hoa được cả tháng nữa. Cô chú anh chị chơi hoa Tết thì biết rồi, một cái cây hồ điệp cô chú anh chị khi mang về trưng hoa Tết, có thể mình không cắt hoa đi thì cô chú anh chị có thể thưởng thức được trên 2 tháng đúng không ạ. Nên là những cây hồ điệp này rất là rực rỡ như thế này, đảm bảo cô chú anh chị về chơi hoa thoải mái luôn. Và hàng hôm nay thì em sẽ bán với cái giá cực kỳ là yêu thương để cô chú anh chị sưu tầm nhá, cô chú anh chị nhá. Thưởng thức ngắm hoa này với những cái bông hoa sắc tím lưỡi đỏ rất là đẹp này cô chú anh chị này. Những cái chậu hồ điệp sắc tím lưỡi đỏ rất là đẹp. Và hàng hôm nay ạ, hôm nay thì em chỉ xin phép được bán với giá có 50.000 cho một cái chậu hồ điệp rất là xinh đẹp như thế này. Về cô chú anh chị có thể để trong phòng khách hay là bàn làm việc, một chậu như thế này thôi, chọn cho em một cái chậu sứ xinh đẹp nữa, đặt nó vào thì cô chú anh chị có một cái chậu lan rất là xinh rồi. Đó, và bên này sẽ là màu tím kẻ, một tím kẻ lưỡi đỏ này. Hiện tại vẫn còn có lác đác vài nụ chưa sổ hoa cô chú anh chị này. Cây thì rất là khỏe luôn nhá. Và một cái chậu hồ điệp tím lưỡi kẻ này em cũng xin phép được bán với giá em bán với giá ở đây ạ là 50.000 cô chú anh chị nhá, nhanh tay sưu tầm. Em khẳng định rằng những cây như vậy thì không có nơi nào người ta bán dưới 70.000 đâu ạ. Và hiện tại thì em bán để giá 50.000. Đấy, về cô chú anh chị ngắm hoa một cái khoảng tầm một tuần, hơn một tuần thôi cũng cảm thấy là đã rồi đúng không ạ. Cô chú anh chị còn được để lại một cái cây giống rất là xinh đẹp như vậy nữa. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan đai châu hồng gấm. Cái dòng đai châu hồng gấm hoa nở quanh năm và thơm nức mũi. Đấy. Hoa rất là thơm luôn, cô chú anh chị cùng xem. Đây là một cái dòng lan đai đai châu mà lai tạo giống ấy ạ. Nên là nó sẽ có những cái đặc điểm rất là tuyệt vời. Đó là hương thơm và nó có một cái đặc tính đó là nở hoa quanh năm, cô chú anh chị nhé. Cây lá xếp rơi từ 5 cặp lá trở lên. Em bán có 130.000 cho một chậu thôi để cô chú anh chị sưu tầm này. Đấy, 130 với dòng cây rất là khỏe, dễ thuần dễ chăm ạ. Cây này sẽ là những cái chậu kiếm rừng rất là to. Nhiều cây đã trưởng thành đẹp như vậy. Em bán một cái chậu như thế này chỉ với giá có 110 thôi. Cái hàng này thì cái dòng này ấy, thì nhà vườn người ta nói đây là cái dòng lan phan trí gieo hạt ấy. Và hiện tại thì em thấy là nhà vườn hiện tại thì có những cái nhà khi mà lấy về đang sổ bông và cũng sổ ra cái bông gọi là bông hoa vàng rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Vàng rất là đẹp luôn ấy. Đó. Thì một chậu như thế này em bán có 110 thôi để cô chú anh chị có thể sưu tầm. Đấy, thực ra thì cái chậu này nhà vườn người ta nói rằng là đây là những cái chậu phan trí hàng gieo hạt. Lúc đầu thì em cũng nhìn thấy nó rất là giống hàng rừng. Tuy nhiên thì hiện tại là em thấy là nhà vườn ấy có những cây nó đã nhổ sổ hoa và người ta cũng có gửi hình ảnh cho em. Thì cái mặt bông của nó là có những cái mặt bông là sổ hoa rất là đẹp luôn. Vàng, hoàn toàn vàng luôn ấy cô chú anh chị. Ở bên này thì em có những cái phần lan hài Helen. Cái dòng lan đặc hữu của vùng Cao Bằng ạ. Những cây hài Helen, một cái loại lan đặc hữu vùng Cao Bằng, mang hình dáng chiếc hài màu hoa vàng rộm.
được mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng, đặc hữu vùng Cao Bằng nhưng mà rất là dễ chuần, dễ chăm ở mọi vùng miền luôn nhé. Một cái lô như thế này em bán với giá là 80.000 cho một lô cô chú anh chị ạ. Và chắc chắn một lô như vậy cô chú anh chị được hai giò rất là đẹp luôn nhé. Hai giò hài Helen cực kỳ là đẹp luôn. Rồi ạ, bên này đây sẽ là những cái bụi giả hạc châu Như nhé. Em nói là những cái bụi giả hạc châu Như bởi vì cô chú anh chị nhìn thấy là những cái giò như thế này thì rất là nhiều thân đúng không ạ? Nó sẽ phải rơi từ 5-6 thân trở lên. Và cái mặt hoa của nó thì đây là hàng chuẩn mặt bông cây giống cô chú anh chị nhé. Là hàng tem mác nên là sẽ chuẩn mặt bông cây giống ạ. Đây ạ. Cái giò giả hạc châu Như với mặt hoa lưỡi bệt rất là độc đáo và đẹp như thế này này. Em bán với giá chỉ có 140 cho một giò thôi ạ. Cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm. Một cái giò lan vừa đẹp, rất là đẹp như thế này mà lại rất là thơm nữa cô chú ý chị nhé. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Một cái mặt bông mà phải nói rằng cả những cái người chơi lan gọi là khó tính nhất. Những người chơi lan khó tính nhất thì mặt bông này vẫn là một cái làm cho người ta vẫn cảm thấy là rất là thích và cực kỳ là hài lòng. Đó, với những cái cây hoa rất là sai bông và có hương thơm cánh trắng và cái họng hồng rất là tuyệt vời. Một cái giò phi điệp 5 cánh trắng họng hồng như thế này cô chú anh chị nhìn cho em, nó sẽ rơi từ ít nhất là 5 thân. Ở đây thì em thấy là đa số phải từ 6 thân trở lên. Thân căng mập nù luôn, cái dòng hoa nở tết và sai bông một cách tự nhiên, 5 cánh trắng rất là đẹp. Thì một cái giò lan như thế này ạ, em bán với giá có 180.000 thôi. Đấy, 180.000 thôi cô chú anh chị nhé. Đảm bảo cô chú anh chị có một cái tác phẩm rất là tuyệt vời luôn từ những giò 5 cánh trắng họng hồng này. Sang bên này đây sẽ là những cái giò đen rô xuân. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Thực sự thì mà nói so với những cái hàng bên Trung Quốc mà người ta bán sang Việt Nam mình thì em thấy là những cái giò hiện tại em bán nó phải nói là siêu rẻ luôn. Bình thường bởi vì là hàng Trung Quốc mà người ta bán sang Việt Nam mình ấy, một chậu hai thân thôi nhưng mà người ta đã kích hoa và nó cũng rất là nhiều nụ. Thì người ta sẽ phải bán ít nhất là phải tầm trên 200.000 cô chú anh chị nhé. Một chậu hai thân nó dài khoảng tầm 30-40 cm thôi. Người ta kích hoa xong rồi thì người ta bán ấy, sang Việt Nam mình những ngày Tết ấy, thì người ta cũng phải bán ít nhất là tầm 250 trở lên. Thì hiện tại ạ, một cái giò đen rô xuân như thế này, hàng em là chuẩn mặt bông đen rô xuân cô chú anh chị nhé. Thân căng mập và cực kỳ là đẹp luôn. Hiện tại cây đã bắt đầu thắt hết ngọn rồi. Hiện tại thậm chí có cái bông hoa bói thôi mà cô chú anh chị cũng có thể thấy cái sắc tím rất là xinh đẹp của nó đúng không ạ? Sắc tím rất là xinh đẹp của nó. Đấy, hàng này bao chuẩn mặt bông đen rô xuân rất là tuyệt vời cho cô chú anh chị sưu tầm để có một cái giò lan gọi là đẹp mỹ mãn ở Tết cũng như xuân tới này. Giò lan như vậy em bán với giá chỉ có 180 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. 180 cho một chậu thôi. Sau cái lô này đi thì em nghĩ rằng là sẽ không có cái lô lan đen rô xuân nó căng, nó thân, nó đẹp tuyệt vời như thế này nữa đâu cô chú anh chị ạ. Nên là cô chú anh chị nào mà cảm thấy ưng cái mặt bông của đen rô xuân thì đây là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho sân vườn của nhà mình cô chú anh chị nhé. Cái giò lan nó quá là đẹp luôn ạ. Cây phải nói là cây nó quá là mỹ mãn luôn trong một cái giò đen rô xuân như thế này. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm cổ. Trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi ạ. Cái mặt bông siêu tím đậm đà và cực kỳ là thơm. Ngay thì cái thân của nó, cái dòng này này, cô chú anh chị đã thấy là càng già thì sẽ dần dần chuyển sang xoắn đỏ. Rất là đẹp luôn nhá cô chú anh chị nhá. Và cái giò như thế này nó sẽ rơi vào ít nhất là 6 thân. Đó, ít nhất là 6 thân cô chú anh chị ạ. Với giá em bán là 180.000 trong cái chậu trầm cổ này. Đây là dòng lan mà đã được giữ giống rất là lâu. Chính vì vậy mà ngoài tên là trầm thanh củi thì nó có tên là trầm cổ đấy ạ. Chậu nào chậu đấy rất là xum xuê nhá. Dạ, sang bên này đây thì một cái loại lan được mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan. Đó là cái dòng lan Cattleya. Dòng cát một lá, bông đại, phải nói là siêu to, khổng lồ luôn. Một cái chậu hai bông như thế này thôi, một cái chậu lan như thế này thôi, hai bông thôi cô chú anh chị ngắm thấy cũng cực kỳ là đã mắt luôn rồi ạ. Bông hoa to, khủng bố, to khoảng độ to của nó phải tầm trên 10 cm. Là to như cái bát con ấy cô chú anh chị. Mà trên một cần hoa là sẽ cho hai bông rất là đẹp. Hoa cực kỳ là thơm. Nhưng riêng dòng cát này này nó sẽ có nhiều mặt bông cô chú anh chị nhá. Đảm bảo cô chú anh chị rằng là lấy phải mặt bông nào, sổ phải mặt bông nào, cô chú anh chị cũng sẽ vô cùng là hài lòng ạ. Cái dòng lan rất là dễ thuần, dễ chăm. Thì cô chú anh chị nào mà yêu mến cái mặt bông cát như cái mặt bông cát lai A, dòng cát một lá, thì cô chú anh chị có thể sưu tầm ở đây giá cực kỳ là rẻ luôn. Có 100.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. 100.000 cho một chậu thôi mà hoa nở quanh năm. Đó, cô chú anh chị nhìn ạ, rất là cái mặt bông quá là đáng sưu tầm đúng không ạ?
Quá là đáng sưu tầm mà rất là dễ trồng nhá cô chú anh chị nhá. Một chậu như vậy sẽ rơi vào ít nhất là 5 hướng. Trồng một cách tự nhiên và hoa nở một cách tự nhiên quanh năm ạ. Đấy, cái lô này thì vừa mới tàn hoa xong nên là cô chú anh chị về trồng chăm một dạo nữa thì cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa mới nhá. 100.000 cho một chậu thôi. Bên này là em có duy nhất một cái chậu địa lan quân tử rất là khỏe đẹp. 50.000 cho chậu địa lan quân tử, hoa to nhé cô chú anh chị nhé. Một cái dòng lan mang ý nghĩa phong thủy cũng như là cái ý nghĩa thực tế rất là tuyệt vời, đó là diệt khuẩn, nó có thể loại bỏ những cái chất khí độc hại cũng như là những cái tia sóng từ điện thoại hay tivi ấy cô chú anh chị. Nên là những cây này là một cây mà rất là đáng để mà trồng trong mỗi gia đình ấy cô chú anh chị ạ. Rồi ạ, sang bên này đây sẽ là rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị có thể lựa chọn những cho mình những dòng lan gọi là ưng ý nhất cô chú anh chị nhé. Đã, trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cái cây đai châu trước nhá. Đai châu thì em có giới thiệu đến cô chú anh chị rồi ạ. Em có bán hàng cân ạ. Với giá là 300.000 cho 1 kg những cây châu lá mít dày cộp quá đẹp và hiện tại là đang nụ. Hoặc cô chú anh chị nào kỹ càng thì có thể chọn cho em theo hình này cô chú anh chị này. Một cái lô đai châu hình số 1, hai cây quá là sắc nét luôn cô chú anh chị. Lá mít rụt cực đẹp luôn, cây số 1 này. Và cây số 2 nhá cô chú anh chị nhá. Cây số 1 và cây số 2 đây. Hai cây quá là tuyệt vời, bao nhiêu cặp lá cô chú anh chị ngắm cho em ạ. Hai cây châu đẹp mỹ mãn luôn. Và cặp đai châu này em xin phép được bán với giá là 240.000 cho cái cặp đai châu số 1 nhé cô chú anh chị nhé. Cặp đai cây đai châu số 2 riêng một cây duy nhất thôi. Lá mít, bản lá to như cái bàn tay của em ạ. Cây hiện tại là đã nhú nụ này cô chú anh chị này, có những cây là nhú nụ ra như thế này rồi, nhưng có những cây thì nó vừa mới đang nhú nụ ra cãi lá thôi. Cây này thì em thấy là hiện tại đang nhú hai nụ luôn này cô chú anh chị này. Mấy chơi cây châu siêu đẹp. Siêu đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và cây này thì em xin phép được bán với giá là 160.000 nhá. 160.000 cho cây đai châu siêu VIP này. Hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình này thì em có cũng là hai cây cô chú anh chị ạ. Hai cây ở đây và em bán với giá chỉ có 140.000 cho hai cây này thôi, hai cây châu lá mít rụt này. Hình số 4. Số 4 chỗ này là có 3 cây này. 3 cây châu này em xin phép được bán với giá là 160.000. Hình số 5 190.000 cho 3 cây này ạ. 3 cây lớn nhá cô chú anh chị nhá. Những cây này thì đều có khả năng cho nụ cho hoa hết ạ. Hình tiếp theo là hình số 6. Hình số 6 này cũng là 3 cây mít cực đẹp này. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Đây ạ, cây đang nhú nụ rồi đấy ạ. Nói chung là cây hiện tại là đang bắt đầu là có những cây là nhú nụ dài hơn một chút, có những cây thì đang bắt đầu là ra nụ cãi lá như thế này thôi. Cây này đảm bảo về cô chú anh chị có hoa hết để thưởng thức hoa Tết nhé. Ba cây này em bán là 190.000. Rồi sang bên này đây sẽ là những cái giò trúc Phật Bà. Trúc giò Phật Bà, những người chơi lan lâu thì đây vẫn là một cái những cái giò trúc Phật Bà có được những, để có được những giò trúc Phật Bà thuần vẫn là một cái điều mà bất cứ một người chơi lan nào đều rất là muốn chinh phục. Dòng trúc Phật Bà mang ý nghĩa tâm linh cũng như là nở hoa Tết. Và ngay từ cái hương thân của nó đã tỏa cái hương thơm rất là dễ chịu luôn. Cái giò trúc Phật Bà số 7 này em bán 240. Cô chú anh chị có thể tự tìm hiểu cái giá của trúc Phật Bà. Một bông hoa một vài bông nở thôi cũng đã cảm thấy rất là thích rồi. Hoa nở Tết cô chú anh chị nhé. Hình số 8 230. Hình số 9 ạ 230. Hình số 10. Hình số 10 230 và hình số 11 240 ạ. Hình số 12 trúc Phật Bà hiện tại cây đã xuống hết lá rồi 230. Hình số 13 cũng là 230.000 ạ. Hình số 14 này 230 sở hữu ngay giò trúc Phật Bà cực kỳ là xinh đẹp như vậy. Và hình số 14 ạ 230.000. Hình số 15 cũng là 230.000 ạ. Hình số 16 là mối giò trầm rừng 100.000. Hình số 17 long tu đáo hoa tím với giá em bán là 120.000. Sang bên này đây sẽ là những cái giò lan cực kỳ là đẹp để cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết. Cái dòng giả hạt Pháp, hàng này sẽ chuẩn hoa Tết cô chú anh chị nhé. Khá là chuẩn hoa Tết cô chú anh chị ạ. Nơi ấm áp thì chắc chắn là sẽ chuẩn hoa Tết bởi vì dòng lan này là dòng hoa Tết mà. Với giò rất là xung xuê như thế này. Cái dòng lan hoa nở một cách tự nhiên, sai bông và nở một cách rất là tự nhiên, cái sắc hoa tím hồng cực kỳ là rực rỡ nhé cô chú anh chị nhé. Bông hoa to và rất là đẹp luôn. Đấy, một cái giò lan như thế này phải tầm trên 10 thân cô chú anh chị ạ. Trước đây là một thân như vậy là trên 100.000 đúng không ạ? Thì hiện tại cả một cái giò lan này em bán có 190.000 thôi, là cái hình số 19 nhá. Hiện tại là cây bắt đầu là sẽ xuống lá rồi, là
Dần dần là sẽ bắt đầu là sưng mắt nụ luôn đấy cô chú anh chị. Hình 20, 180, rất là nhiều thân. Hình 21 này, giá em bán là 190 này, cực kỳ là dài, mập đẹp. Hình tiếp theo, hình số 22. Hình số 22 em cũng bán là 190.000 ạ. À, hình 23 này. Hình 23 này em xin phép được bán với giá 200.000 cô chú anh chị nhé. Thân dài nuột nà luôn như thế này, căng bóng bẩy luôn. Hình tiếp theo 24, 180.000. Hình 25 ạ, 190.000. Hình 26, giả hạc pháp 26 đây cô chú anh chị. Rất là nhiều thân luôn này. 26, 180.000. Và 27 cũng là 190.000 đấy ạ. Và sang bên này đây sẽ là trầm rồng đỏ. Cô chú anh chị chơi lan lâu thì biết là cái mặt bông trầm rồng đỏ rồi đúng không ạ? Cũng là dòng hoa nở Tết với sắc hoa đỏ thắm, mà để mà nói là chơi hoa Tết thì cực kỳ là phù hợp luôn, rất là thơm nữa. Đấy, cây bây giờ đang bắt đầu là dần xuống lá hết rồi. Và sẽ bắt đầu là chuẩn bị tới là sẽ bung cái vỏ lụa và sẽ cho nụ luôn cô chú anh chị nhá. Với giò này, cái giò này thì em gọi là cái hình số 28 này. Cái giò 28 này em xin phép được bán là 160.000 thôi, 4 thân nhá. 4 thân, trước đây một thân trầm rồng đỏ trên 300. Hiện tại cả một cái chậu như thế này có bao nhiêu ạ? 160. Tiếp theo 29 cũng là một cái giò 3 thân rất là dài và đẹp luôn đây, cũng 160 này. Hình số 30 này. 30 ạ, một cái giò thân nụ luôn, lá xếp đẹp tăm tắp cực kỳ tuyệt vời như thế này. Giá em bán là 170.000. Và hình 31 cũng là 170 này cô chú anh chị này. Đó, 170 sở hữu ngay một giò trầm rồng đỏ rất là đẹp nhá. Hình số 32. 32 ạ, 2 4 5 thân rất là đẹp đúng không ạ? Thân căng mập to bằng cái ngón tay cái mỗi một thân ạ. Đây ạ. Giò này em bán với giá là 180.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 33. Hai thân cực kỳ là VIP. Một cái giò lan hai thân xếp đẹp tăm tắp luôn. Với cả 32 cái thân nhỏ nữa. Đó, cái giò lan này thì em xin phép được bán nó với giá là 160.000. Và hình số 34. 34 đây ạ. Ba thân rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Và cái giò này em xin phép được bán với giá cũng là 190.000. À đâu, cái giò này 170.000 nhá. Tiếp theo sẽ là hình số 35. Giò 35 đây ạ. 35 này em bán với giá 6 thân, có 2 thân bị cụt ngọn thì giá em bán 150.000 thôi. Sở hữu ngay một cái giò trầm rất là to như vậy. Và hình tiếp theo 36 này. Hình số 36 đây, 4 thân ạ, với giá 160.000. Và hình số 37. Hình 37 đây cô chú anh chị nhá. 37 là 3 thân này, em bán với giá là 150.000, hiện tại cây đã xuống hết lá rồi ạ. Và hình tiếp theo là hình 38. Em cũng bán là 170.000, hai thân siêu VIP luôn. To hơn cái ngón tay cái của em, lá xếp đầy cộp rất là đẹp. Xếp rụt cực kỳ là đẹp, 170. Hình số 39 ạ. Hình 39 đây ạ, em bán là 180.000 đây. Cũng là một chậu bao nhiêu thân? 5 thân nhá cô chú anh chị nhá, 180. Bên này sẽ là những cái giò hoàng phi hạc ạ. Hoàng phi hạc đây ạ. Hoa thì có như rất là nhiều cái những mặt bông và một cái giò như thế này thì 7-8 cái thân hoa đúng không ạ? Chắc chắn là cô chú anh chị có một cái giò lan tác phẩm tuyệt vời. Hình này em bán 170.000. Và hình tiếp theo là hình số 41 này. Đây cô chú anh chị ngắm cho em. Giò 41 đấy ạ. Em bán cái giò này với giá cũng là 170. Và hình số 42. Cái giò 42 này em bán với giá là cũng là 170.000 nhá cô chú anh chị nhá, 170.000. Và sang bên này sẽ là hình số 43, là những cái giò lan kiếm ạ. Những cái giò lan kiếm cực kỳ là đẹp đây cô chú anh chị này. Hàng bao chuẩn mặt bông cây giống của chú anh chị nhá. 43. Một cái giò kiếm, đây là cái dòng kiếm kiếm vàng Tây Ninh ạ. Kiếm vàng Tây Ninh hàng bao chuẩn mặt bông ạ. Cái giò này em bán với giá là 800.000 nhá. Và hình tiếp theo là cũng là vàng Tây Ninh, cái giò này em xin phép được bán với giá là 450.000. Và hình số 45. 45. Đây là một cái giò lan ám tím thủy nguyên nhá, một cái mặt bông cực kỳ là đẹp. Với giò này em xin phép được bán với giá là 300.000 ạ. Rất là nhiều thân này cô chú anh chị này, nguyên cả một cái chậu như thế này 300.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 46. Đây là cái giò lan vị hoàng ạ. Vị hoàng, trước đây một thân vài triệu đúng không ạ? Thời điểm bây giờ em bán là 600.000 cho cái chậu vị hoàng này. Và sang bên này sẽ là một cái chậu lan rất là khủng và đẹp. Chậu kiếm cánh bầu rất là tuyệt vời luôn ạ. Lá láng tít cực kỳ là đẹp như thế này, em xin phép bán 700.000, bản lá rất là to láng nhé. Hình tiếp theo là 48. 48 đây là một cái chậu lan
Taiwan 4 sổ nhá. Taiwan 4, à đây là những cái chậu Taiwan 4 là một trong những cái mặt bông kiếm vàng rất là đẹp của dòng kiếm Thái, một trong những bông kiếm gọi là đẹp nhất. Giò kiếm Taiwan này em bán là 400 nghìn. Và hình tiếp theo sẽ là 49, cũng là một cái giò Taiwan 4. Đây, Taiwan 4 cái giò này em bán với giá là 450 nghìn. Và bên này sẽ là chậu bình an kiếm siêu VIP luôn cô chú anh chị ạ. Láng tít, thân mo to mập, mặt bông siêu đẹp, em bán với giá là 300 nghìn. Và hình tiếp theo sẽ là hình vàng cánh chim, cái chậu vàng cánh chim nhá cô chú anh chị nhá. Chậu này là có rất là nhiều thân sum suê như thế này này, em bán với giá là 350 nghìn. Và hình tiếp theo 52, đây là một cái giò lan vàng cánh, cũng là vàng cánh chim ạ. Cái giò này em bán là 180 nghìn thôi nhá, 180 nghìn thôi, sở hữu ngay một cái giò lan như vậy. Hình 53, cái giò này em cũng bán là 180 nghìn đây. Đây là cái chậu lan trắng hòa bình. Trắng hòa bình là những cái giò lan bao chuẩn mặt bông nhá. Hình 54 ạ. 54 là hồng kiếm. Cái chậu hồng kiếm này đều là những cái mặt bông đẹp xuất sắc cô chú anh chị ạ. Chậu này em bán là 180 nghìn. Và tiếp theo sẽ là hình số 55. Cái chậu 55 này đó là cái chậu vàng cánh bầu Hải Phòng ạ. Cái chậu này em bán với giá là 4 thân cô chú anh chị nhá, 200 nghìn. Và hình tiếp theo sẽ là cũng vàng ba na cánh bầu. Cái chậu ba na cánh bầu là cái chậu 56. Cái chậu này em xin phép được bán với giá là 180 nghìn cho chậu ba na, 180 nghìn cho chậu ba na cánh bầu này. Rồi ạ, sang bên này thì em còn có những cái giò vôi này. Có những cái giò hoàng thảo vôi cô chú anh chị nhá. Em gọi đây là cái giò hoàng thảo vôi số 1 ạ. Giò đây là vôi bắc, cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu cô chú anh chị biết ngay rồi. Đây vôi bắc số 1 đây cô chú anh chị nhá. 150 nghìn cho giò vôi bắc số 1. Hoa của vôi bắc thì rất là đẹp luôn, tím đậm và rất là thơm ạ. Giò vôi bắc số 2 này với giá em cũng bán là 150 nghìn, thân mập nú luôn. Hình tiếp theo vôi bắc số 3. 160 nghìn cho vôi bắc số 3. Vừa hình tiếp theo là số 4 ạ, vôi bắc số đây là long tu xuân ạ. Đây là giò long tu xuân chứ, những nơi ấm áp thì nó sẽ nở hoa Tết ấy. Long tu xuân cô chú anh chị này. Hoa của long tu xuân thì cực kỳ là sai bông luôn ấy. Cái giò long tu xuân này em xin phép được bán. Bán cái giò long tu xuân này với giá là 150 nghìn nhá. Hình tiếp theo là đây là long tu xuân số 1, long tu xuân số 2 ạ. 150 nghìn. Long tu xuân số 3 cũng cực kỳ là xinh đẹp luôn cô chú anh chị, nhìn cái mắt nụ của nó xoay chi chít. Em cũng bán là 150 nghìn này. Và bên này là duy nhất một cái chậu ở lan, là cái giò lan Điện Biên Đông nhá cô chú anh chị nhá. Rất là nhiều thân hoa xòe. Cái dòng này thì hoa vàng rộm luôn, rất là đẹp ạ. Cái giò Điện Biên Đông này em xin phép được bán với giá là 200 nghìn cho giò Hoàng Thảo Điện Biên Đông cô chú anh chị nhá. Dòng hàng đã thuần và rất nhiều thân tơ xòe tròn rất là đẹp như thế này. Bên này sẽ là những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng ạ. Nấm hương rừng đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn ạ, những cây nấm rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đó, nhìn những cây nấm rất là đẹp như này. Em bán một cái túi như vậy, một túi nấm hương rừng như vậy sẽ là 140 nhá cô chú anh chị, 140 nhá. Là một túi một nửa kg. Và bên miến rong phe đén của vùng Cao Bằng 100.000. Và bên này sẽ là cái măng mầm ạ. Cô chú anh chị thưởng thức một lần chắc chắn không bao giờ quên luôn. Em bán là 100.000 cho một túi 1 kg. Chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng. Chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng trồng ở vùng núi Kha Đén nhé. Độ cao trên 1.000m². Cái dòng mà có mùi thơm cũng như là vị ngọt rất là đặc biệt luôn. Một túi như vậy là nửa kg về bán 170. Chuối hột khô 100, 1 kg. Nấm ngọc cầu giá là 150. Và tầm gửi cây xanh thì em bán 220 và hoàng tinh em bán 200. Các chế phẩm dành cho hoa lan đây ạ. Vỏ thông em có size 1, 2 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg. Dớn vụn 40.000 trong kg. Rêu rừng 50.000 trong kg. Atonic 10.000 trong gói. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000. Dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ. B1 thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000. Và 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 35.000. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 trong một lọ. Và siêu dơ rễ N3M với giá là 30.000 trong một lọ. Dây buộc lan
Chiều dài 100m, giao cắt kèm theo cực kỳ tiện dụng, 35.000 cho một cuộn này. Phân bón dạng túi lọc với giá 35.000 cho một hộp với 20 túi lọc bên trong của chú anh chị nhá. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói, một túi 1kg với giá em bán là 50.000, một hộp 1kg với giá là 130.000. Và cái kim kim bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói này. Đặc biệt cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ, được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương đã ủ men vi sinh ngủ kháng nấm trong vòng 2 tháng. Sản phẩm này bán là 35.000 cô chú anh chị nhá. Cái sản phẩm này một cái điều mà em cảm thấy vô cùng là hài lòng ở cái sản phẩm này, đó là khi mà cô chú anh chị bón phân ạ, thì thứ nhất là cung cấp dinh dưỡng rất là tối đa, bởi vì nó không có chỉ có phân trâu mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương, và đồng thời là bón thoải mái mà không sợ đen đầu rễ cô chú anh chị nhá. Bên này thì em còn có sản phẩm đó tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. Em bán với giá 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt nhá. Có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn. Như là diệt khuẩn, làm sạch không khí mà giảm đau rất là hiệu quả. Đặc biệt cái mùi hương của nó có thể giúp cô chú anh chị có cảm giác thư giãn, an thần, rất là tuyệt vời luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị theo dõi. Em xin phép dừng clip ở đây ạ.